Siêu sao người Bồ Đào Nha còn hợp đồng với MU đến tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, sau bài phỏng vấn công kích Erik ten Hag và ban lãnh đạo đội bóng, CR7 có lẽ không còn nghĩ về việc tiếp tục khoác áo quỷ đỏ. Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford được cho là đã cân nhắc khả năng thanh lý hợp đồng sớm với Ronaldo. Ronaldo chịu nhiều điều tiếng và tự đánh mất hình ảnh bản thân sau cuộc phỏng vấn với Piers Morgan trên Talk TV. Song động cơ quan trọng không kém của CR7 sau những tuyên bố trên chính là việc muốn rời Old Trafford. Vấn đề với Ronaldo là đội bóng nào sẵn sàng giang tay chiêu mộ anh thời gian tới. Nếu Ronaldo vẫn muốn chơi ở Champions League như ước nguyện đầu mùa, anh còn rất ít lựa chọn. Chỉ còn 16 đội tham dự Champions League mùa này và phần lớn trong số đó khước từ Ronaldo vào mùa hè 2022. Siêu cò Jorge Mendes được cho là đã liên hệ với Real Madrid, Bayern Munich, Dortmund, PSG, AC Milan, Napoli hay Inter Milan vài tháng trước. Phần lớn lãnh đạo của các câu lạc bộ kể trên đều phản bác thông tin họ muốn sở hữu CR7. Vài câu lạc bộ khác như Liverpool, Tottenham hay Man City cũng khó có thể chiêu mộ Ronaldo. Liverpool của Darwin Nunez, Man City hài lòng với Erling Haaland, trong khi Tottenham sở hữu cả Harry Kane lẫn Son Heung-min. Về mặt chuyên môn, ba câu lạc bộ nước Anh kể trên không có lý do để chiêu mộ Ronaldo. Những lựa chọn còn lại của Ronaldo ở Champions League bao gồm Porto, Benfica, Club Brugge, Frankfurt, Leipzig và Chelsea. Trong số này, Porto và Benfica là hai đại kình địch của Sporting Lisbon, đội bóng Ronaldo từng khoác áo. Liệu chân sút sinh năm 1985 có muốn phản bội câu lạc bộ từng đào tạo anh để hạ mình khoác áo một đội bóng Bồ Đào Nha khác? Bên cạnh đó, Porto và Benfica cũng không đủ tiềm lực để trả lương cho siêu sao 37 tuổi. Đây là hai đội bóng nổi tiếng với chính sách trọng dụng cầu thủ trẻ và xuất khẩu ngọc thô cho các ông lớn. Club Brugge, Frankfurt hay Leipzig đều là những đội bóng kém danh tiếng và tiềm lực hơn so với phần còn lại của Champions League mùa này. Ngoại trừ trường hợp Ronaldo sẵn sàng giảm phần lớn thu nhập và đến theo dạng tự do, xác suất để ba câu lạc bộ kể trên chiêu mộ được Ronaldo khá thấp. Bên cạnh đó, cần nhớ rằng cả Club Brugge, Frankfurt hay Leipzig cũng đều gây ấn tượng với dàn cầu thủ trẻ trung trong vài năm trở lại đây. Nếu Ronaldo vẫn muốn nuôi tham vọng chờ Champions League 2022-23, Chelsea là sự lựa chọn khả dĩ nhất. Doanh nhân Todd Bowley được cho là đã hào hứng với ý tưởng chiêu mộ siêu sao người Bồ Đào Nha. Người cản ông thực hiện tham vọng kể trên tại Chelsea, Thomas Tuchel, đã bị sa thải. Tuy nhiên, Chelsea đang trải qua chuỗi trận không tốt và không ai dám chắc huấn luyện viên Graham Potter hào hứng với ý tưởng bổ sung một cầu thủ 37 tuổi vào đội hình. Dẫu sao, Chelsea vẫn là điểm đến khả thi nhất cho CR7 nếu anh muốn tiếp tục trụ lại bóng đá đỉnh cao châu Âu. Điều đó cũng chỉ xảy ra nếu MU chấp nhận giải phóng hợp đồng sớm cho cầu thủ. Việc Ronaldo trở thành cầu thủ tự do sẽ giúp anh dễ dàng đàm phán với bất kỳ câu lạc bộ nào, cũng như giảm bớt gánh nặng tài chính cho các bên. Song việc Ronaldo đến Chelsea cũng khiến cho ban lãnh đạo MU cân nhắc. Chelsea là đối thủ trực tiếp của Quỷ Đỏ trong cuộc đua top 4 mùa này. Liệu huấn luyện viên Erik ten Hag có sẵn sàng để Ronaldo sẽ tăng cường sức mạnh cho đối thủ? Sau những gì Ronaldo đã làm thời gian qua, MU có lẽ muốn thay lý cầu thủ càng sớm càng tốt. Truyền thông Anh tin rằng ban lãnh đạo MU thận trọng trong việc đưa ra bất kỳ án phạt hay hành động nào với Ronaldo. Đội ngũ pháp lý của Quỷ Đỏ đang cân nhắc tất cả các phương án. Cuộc đấu trí giữa đôi bên sẽ còn kéo dài. Nếu Ronaldo từ bỏ ý định chơi ở Champions League mùa này, anh có thêm nhiều sự lựa chọn khi rời Old Trafford. Đầu tuần này, huấn luyện viên Ruben Amorim của Sporting Lisbon cho biết câu lạc bộ Bồ Đào Nha luôn chào đón Ronaldo quay về. Truyền thông địa phương sau đó bác bỏ khả năng Sporting Lisbon chiêu mộ Ronaldo vì rào cản quá lớn về tài chính. Song việc CR7 trở lại câu lạc bộ cũ cũng là một phương án có thể xảy ra. Hiển nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi Ronaldo sẵn sàng hy sinh phần lớn đãi ngộ về tài chính. Một cầu thủ với bản ngã và cái tôi lớn như siêu sao người Bồ Đào Nha có sẵn sàng làm điều đó? Cần nhớ rằng Sporting Lisbon đã bị loại khỏi Champions League mùa này và sẽ chơi ở Europa League đầu năm sau. Tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, đội bóng cũ của Ronaldo cũng đang bị bỏ xa trong cuộc đua vô địch khi kém câu lạc bộ dẫn đầu Benfica tới 12 điểm. Những hành động của Ronaldo ở MU kể từ mùa hè cũng trở thành rào cản khiến anh khó tìm kiếm bến đỗ mới tại châu Âu. Bất kỳ một câu lạc bộ lớn nào trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cũng sẽ e ngại Ronaldo có thể phá hỏng phòng thay đồ của họ. Morgan nói rằng Arsenal sẽ vô địch ngoại hạng Anh nếu bổ sung Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2023. Thế nhưng, nhà báo người Anh cần nhớ rằng
Mikel Arteta đã cương quyết ra sao trong việc loại bỏ Pierre-Emerick Aubameyang? Pháo thủ đang thăng hoa với dàn cầu thủ trẻ chưa đoàn kết và Ronaldo thậm chí có thể gây hại nhiều hơn cả Aubameyang. Nếu Ronaldo chấp nhận sang giải nhà nghề Mỹ, MLS hay Trung Đông, mọi chuyện với anh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Những lời đề nghị từ các giải đấu ngoài châu Âu dành cho Ronaldo là có thật. Các câu lạc bộ ở Mỹ hay Saudi Arabia thật sự muốn sở hữu siêu sao người Bồ Đào Nha. Nhưng liệu đó có phải là điều CR7 mong muốn? Với một người đang tranh đấu đến mức tuyệt vọng để níu kéo thời hoàng kim, chuyển sang MLS hay Trung Đông không phải là lựa chọn.